Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình rất là nhiều màu nha. Và cuối clip có giao lưu một cái cây cẩm thạch đỏ lửa quý cô chú anh chị em, đế quái ha, một rẫy. Rồi em chào chị. Dạ chào bác Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi nha. Bữa nay em có lên mớ hoa giấy ghép thành phẩm đó, mong cô chú anh chị xem tới cuối clip và ủng hộ em ạ. À, các cây trên like là em bao gồm phí vận chuyển hết nha quý cô chú anh chị. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, lớp Giò, Đồng Tháp, điện thoại em là 0969553364, đồng thời cũng là số Zalo của em ạ. Không mất thời gian của chú anh chị, em lên mã M1 là một cặp ạ. Cây thứ nhất gồm có phụng hoàng lửa và vàng hoàng kim của chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 72 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 60 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 11 ạ. Cây thứ nhất ạ. Tiếp theo cây thứ hai, một màu phụng hoàng lửa. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 72 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 53 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 10 ạ. Một cặp như thế này á thì em giao lưu với quý của chú anh chị mình 260k nha. 260k cho một cặp mã M1 ạ, giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo lên một cặp mã M2 ạ. Tím pháp lá cẩm thạch của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 50 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 65 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 9 ạ. Cây thứ nhất ạ. Cây thứ hai ạ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 46 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 59 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 11 ạ. Một cặp mã M2 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 240k nha. 240k cho một cặp mã M2 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M3 là một cặp. Cây thứ nhất gồm có sakura, bà lai can và tím siêu bông của anh chị em, dòng lá nhỏ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 47 á, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 47 á. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 9 á. Tiếp theo cái thứ hai. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 40 á, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 53 á. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 11 á. Một cặp mã M3 này em giao lưu với quý của chú anh chị mình là 260k nha. 260k cho một cặp mã M3. Giảm thêm xuống á. Tiếp theo một cặp, em lên một cặp mã M4 ạ. Cây thứ nhất gồm có hai màu phụng hoàng lửa và lá gấm của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 67 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 62 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 10 ạ. Tiếp theo đo tiếp cây thứ hai. Một cây hồng gân. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 60 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 56 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 12 ạ. Một cặp mã M4 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 260k nha. 260k cho một cặp mã M4 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên một cặp mã M5 ạ. Cây thứ nhất gồm có Milo quý anh chị em. Siêu bông. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 47 á, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 59 á. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 13 á. Cây thứ hai gồm có hoàng kim đỏ và phụng hoàng lửa. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 53 á, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 68 á. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 12 á. Một cặp mã M5 này em giao lưu với quý của chú anh chị mình là 250k nha. 250k cho một cặp mã M5 ạ. Giảm trên xuống ạ. Tiếp thêm lên mã M6 ạ. Một màu trắng tuyết của anh chị em, trắng tinh khiết luôn. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 45 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 63 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 11 ạ. Cây mã M6 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 230k nha. 230k cho cây mã M6 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo lên mã M7 ạ. Gồm có hồng gân và phụng hoàng lửa, hai màu. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 82 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 69 ạ.
Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 14 à. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 250k nha. 250k cho cây mã M7 á. Giờ em xin xuống á. Tiếp theo em lên mã M8 á. Một cây kép chùm đỏ anh chị em. Tán ngang nó đem ra được cho mình là 59 à. Chiều cao nó đem ra được cho mình là 69 à. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 13 à. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 240k nha. 240k cho cây mã M8 á. Giảm xin xuống á. Tiếp theo lên mã M9 á. Một cây tiểu Ấn Độ anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 53, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 78 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M9 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 230k nha. 230k cho cây mã M9 ạ. Giảm xin xuống á. Tiếp theo lên mã M10 ạ. Một cây tím Pháp lá cẩm thạch vàng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 46 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 58 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240k nha. 240k cho cây mã M10 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo lên mã M11. Tím tiết lá cẩm thạch, dòng này cực kỳ sai bông muốn cho em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 60 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 66 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k nha. 250k cho cây mã M11 ạ. Bạn siêu đặc siêu tròn. Giảm lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M12 ạ. Một cây kép chùm ba màu anh chị em, đỏ, hồng và vàng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 82 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 74 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 260k nha. 260k cho cây mã M12 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo lên mã M13. Tiếp tục là một cây Milo Batis của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 52 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 67 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k nha. 250k cho cây mã M13. Giảm lên xuống ạ. Tiếp theo lên mã M14 ạ. Một cây kép chùm gồm có màu đỏ, màu vàng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 55 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 87 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 11 ạ. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240k nha. 240k cho cây mã M14 ạ. Giảm lên xuống ạ. Tiếp thêm lên mã M15 ạ. Cây này gồm có tím tiết, trắng tiết và phụng hoàng lỡ anh chị em, ba màu. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 54 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 78 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 260k nha. 260k cho cây mã M15 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp thêm lên mã M16 ạ. Một cây tím bướm già tàn quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 74 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 82 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 270k nha. 270k cho cây mã M16 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo lên mã M17 ạ. Một cây Milo đang phun bông. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 54 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m05 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k nha. 300k cho cây mã M17 ạ. Giảm chính xuống ạ. Tiếp theo lên mã M18 ạ. Ba màu lửa anh chị em, đỏ lửa, cam lửa và ruby tím lửa. Cây đang sổ nụ à. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 65, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 82 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13. Cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260k nha. 260k cho cây mã M18 ạ. Giảm xuống ạ.
Tiếp theo em lên mã M19 ạ. Cành vàng lá ngọc ba màu của anh chị em, trắng, đỏ và hồng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 66 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 88 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M19 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 340k nha. 340k cho cây mã M19 ạ. Giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M20 ạ. Một màu hồng lửa của anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 83, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 270k nha. 270k cho cây mã M20 ạ. Giảm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M21 ạ. Ở đây em đo được cho mình là 68 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 78 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 20 ạ. Cây mã M21 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Cây này ba màu của anh chị em. Cẩm thạch tím siêu bông, cẩm thạch đỏ lửa và cẩm thạch hồng. Dạ, 350k cho cây mã M21 ạ. Giảm lên xuống. Tiếp theo em lên mã M22 ạ. Một cây cẩm thạch tím siêu bông. Cây này tàn còn nguyên rinh. Về quý anh chị em mình có thể vô dây. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 70. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m105. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19. Cây mã M22 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha. 650k cho cây mã M22. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M23. Một màu cam lửa. Đang rực lửa luôn quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 73. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m05. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13. Cây mã M23 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 280k nha. 280k cho cây mã M23. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M24 ạ. Cành vàng lá ngọc ba màu. Cây này cơi tàn rất là già quý anh chị em. Mấy cái bo nó liền hết trơn. Trắng, đỏ và hồng. Xe lớn à. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 86 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 1m ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 24 ạ. Cây mã M24 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 630k nha. 630k cho cây mã M24 mà đem đeo sổ đế để em đo được cho mình là 48 nha cô chú anh chị. 630k cho cây mã M24 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M25 ạ. Một cây cẩm thạch đỏ lửa của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 1m ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 92 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 29 ạ. Sổ đế ở đây em đo được cho mình là 58 ạ. Cây mã M25 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình đó là 580k nha. 580k cho cây mã M25 ạ. Dán bài. Dạ, dán thêm xuống ạ. Tiếp theo lên mã M26 ạ. Một cây dưa hấu đỏ của anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 82 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 28 ạ. Cây mã M26 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 480k nha. 480k cho cây mã M26 ạ. Cây dưa hấu đỏ rực bông anh chị em. Dạ, giảm lên xuống ạ. Cuối clip là một cái cây cẩm thạch đỏ lửa phơm tàn rất là to quý anh chị em. Và cái đế rất là quái luôn, một rễ ha.
tiếp theo em lên mã M27 á. Cái này về quý anh chị em mình làm tác phẩm được nha. Để nó co lắc đó. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 1m2 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m15 ạ. Cổ đế ở đây em đo được cho mình là 23. Cây này ngoài nhìn rất là cộm quý anh chị em. Sổ đế ở đây em đo được cho mình là 76 ạ. Một rễ nó co lắc nó lượn à. Dạ. Hàng sưu tầm. Cây mã M27 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu, em bao gồm phí vận chuyển luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này ghép xe, dạ. Những cái tỉnh miền Nam bán kính 200-300 km quý anh chị em. Do dạ. Cây này nó lớn nên đóng bưu điện không được nha. Cái dạ. Tàn này theo như mà đo hết thước là từ phía bên này qua tới bên kia là tầm khoảng 2m luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Dạ. Rất là khủng luôn. Dạ thì nhà em có 27 mã đó, mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em ạ. Dạ chào cô chú anh chị và chào Pháp Thái. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Thủy nha.